Rồi, chuẩn bị xuống ngầm hay. Ayu. Quả Rồi, rễ đấy. cây này, xuyên cả tảng đá xuống này. Ăn chứ đúng vấn đề nào. Giờ đi thang đúng thì được. Không mà. Nó phải nối thang xuống chứ. Mình phải thử đến nơi nó chú đi xuống khó phết đấy. Đang xuống dần 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 lều lều đều dần hết rồi. Đấy. Rồi. Khám phá hang động rồi. À, đây có cái thang xuống đây. Đấy. Kìa nhìn của ghé cơ. Cái nhú này mới đẹp này, hiếu này. Đây này, mày nhìn 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 cái kìa. Đấy. Ông đang là xem kìa. Rồi. Thằng này ôi được cho có con rơi nhiều. Rơi nhiều mà. Ừ. Ô. Từng con đông tròn của bà đây này. Đấy. Đang ngủ về hát tờ để tôi nói nhớ đi. Ê. Ui. Ồ. Có hai đường đi cơ à? Khác nhỉ? Đấy. Rồi, có nước kìa. Đấy. Đây đây, mình ra đường này. Không bảo quay đấy một tí thôi. Đấy, có nhiều đường nhờ. Đấy. À. Bây giờ đẹp đây. Đẹp chưa? Bây giờ đây. Ủa, tối quá. Nhìn thấy gì? Cái này đẹp này, ừ nhờ. Như kiếm vậy. Rồi. Mình phải lên quay chỗ này mới được. Wow. Chưa? Đấy, ông ánh chưa? Rồi. Quá tuyệt vời luôn. Đấy. Wow. Còn đẹp hơn Lộc Lộc Tiên Sơn đấy nhờ. Tuyệt vời nha. Ngân, cháu ngân hỏi em đi. Rồi.
không tả nổi nhỉ.